Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 312, Vương Thu Nhi mạnh mẽ thuyết minh tại kênh youtube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói. Ta uống rượu đâu tính là gì? Thật ra, thì, ta còn biết một vị tử phẩm đại sư, hắn mới là cả đời si mê rượu ngon à. Người gặp phải hắn, mới thật là tử phùng chi kỳ thiên bôi thiểu. Cao Đại Lâu kinh ngạc nói. Có thật không? Chẳng lẽ còn có người có thể so sánh tử lượng với ngươi? Vũ Hạo nói hắn có thể uống bao nhiêu ta không biết nhưng kể từ khi ta biết hắn đến nay chưa bao giờ thấy trong tay hắn không có rượu sau này ngươi muốn uống rượu phải đi tìm hắn ta tin tưởng hắn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ yên tâm đi vị tử thần ta nói đến này ở rất gần tông môn chúng ta tốt tốt uống đường huynh uống ta sau này lăn lộn cùng tử thần lăn lộn cao đại lâu rốt cục bắt đầu có chút không tỉnh táo đối với loại tử quỷ này mà nói ngươi bắt hắn thúc giục hồn lực đi hóa giải tử lực còn không bằng giết hắn rồi hắn không bỏ được a à, nhất là cao đại lâu tử quỷ keo kiệt đường huynh không phải là người suy nghĩ về đặc tính hồn đạo khí của ta sao sau này chúng ta chính là người một nhà nói cho người biết cũng sao hồn đạo khí của ta mang đặc tính tên là huyết ngưng là huyết ngưng đào khắc của nhà chúng ta phụ ra thêm cho chúng lợi hại không lợi hại không nói cho người biết cũng không việc gì bởi vì chỉ có gia tộc chúng ta huyết mạch thừa kế mới có thể sử dụng chuôi đào khắc này mỗi một lần sử dụng trên thực tế cũng cần dùng máu tươi của ta để kích thích, nếu không phải như thế, đã sớm bị không biết bao nhiêu người đoạt, đoạt đi. Ai ra, cũng may là huyết ngưng chỉ có thể bị người thừa kế gia tộc chúng ta sử dụng A, mặc dù xếp hạng vì vậy mà thụt lùi, nhưng cuối cùng là di vật hữu dụng nhất cha lưu lại cho ta, nếu như là người khác cũng có thể sử dụng, chuôi huyết ngưng của ta có thể xếp vào nhóm bảng đao, khắc tốt, 30 không thành vấn đề. Nghe Cao Đại Lâu nói, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm giật mình, khả năng có thể xếp hạng top 30 trong nhóm bảng đao khắc a khó trách hiệu quả mạnh như vậy ngay cả chấn động bán ra mang theo sóng chấn động cũng có thể mang loại ảnh hưởng này uống thêm ba chén cao đại lâu rốt cục kiên trì không được ngã xuống trên bàn rượu hoắc vũ hạo uống tiếp hai chén khẽ mỉm cười quay lại vương đông nhi bên cạnh nói cưng ơi ta muốn đi nhà xí vương đông nhi im lặng một lúc rồi nói không phải huynh có thể tu luyện sao hoắc vũ hạo cười khổ nói ta chỉ lợi dụng rượu cồn, không phải là nước. Dù sao ngươi cũng đang cải nam trang, sợ cái gì, đưa ta đi nhà xí đi, nếu không ta tè ra quần bây giờ. Vương Đông Nhi mặt cười ứng đỏ, mặc dù thân thể hoác vũ hạo nàng cũng không phải chưa xem qua, nhưng chuyện như vậy nàng hoàn toàn chưa làm qua à, nhất thời ấp úng nói. Nếu không, chúng ta về nhà vậy, ngươi đang ở đây. Hoác vũ hạo lời lẽ chính nghĩa nói. Nhịn không nổi. Ngươi, ngươi sẽ không sợ ta thấy được người khác sao? ôi đôi mắt của ta vương đông nhi rốt cuộc tìm được lý do cũng đúng a à. thôi người đưa ta đến cửa nhà cầu ta tự đi vào hoắc vũ hạo thấy trêu nàng như vậy là được rồi lúc này mới đồng ý từ trước tới nay kể từ khi vương đông nhi khôi phục bản tâm đã hành hạ hắn không ít a à. rất nhiều đãi ngộ lúc trước không còn sót lại chút gì hơn nữa hắn hiện tại chỉ có tay phải hoạt động được không có biện pháp nào thu phục vương đông nhi cả sau khi đi cầu xong hoắc vũ hạo ngồi vào chỗ cũ tiếp tục uống Bốn phục vụ nhìn thấy một tên đã ngã cho rằng bọn họ đã kết thúc nhưng hoác vũ hạo ngồi ở chỗ đó vẫn tiếp tục uống bất quá hắn không hề uống những thứ rượu thấp độ nữa chỉ tu mình rượu mạnh cho đến khi uống xong hết rượu mạnh mới gọi phục vụ vào một lần nữa đại gia ngài có cái gì phân phó phục vụ nhìn hoác vũ hạo trong ánh mắt giống như là đang nhìn một hồn thú vạn năm tràn đầy thần sắc không dám tin hoác vũ hạo nghênh ngang nói Tư lượng của ta ngươi cũng thấy đấy những rượu này thực sự không thể thỏa mãn ta, có còn những loại rượu mạnh hơn không? Cái này. Suy nghĩ của phục vụ rất thật nhanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Nơi này chúng ta còn có chút tịnh lựu, ngài có muốn hay không? Tịnh lựu, đây là cái gì? Hoác vũ hạo thật sự là chưa hề nghe nói đến tịnh lựu bao giờ. Phục vụ hạ giọng, nói. Rượu mạnh đều là rượu trưng cất, trừ một ít loại đặc thù được chế riêng ra, thì có phần lớn rượu mạnh cũng là dùng phương pháp đặc biệt chiết xuất ra tịnh lựu rồi tiến hành pha chế phối hợp cùng các khẩu vị khác nhau sau đó bán ra ngoài đây cũng là bí mật thấy ngài chi nhiều kim hồn tệ như vậy ta mới nói cho ngài đấy nha hoặc vũ hạo bất động thanh sắc nói tịnh lựu có nồng độ bao nhiêu phục vụ phụ cười hắc hắc nói so sánh với những thứ ngài uống này ít nhất cũng mạnh gấp đôi hoặc vũ hạo tâm rõ ràng co quắp một chút thầm nghĩ trong lòng người này không phải là rõ ràng nói cho ta biết rượu nơi này lúc pha chế chính là nửa nước nửa rượu sao người đem đến cho ta thử một chút trước đi được rồi ngài chờ một lát bất quá tịnh lựu này giá tiền hơi cao hoặc vũ hạo nhất thời lộ ra vẻ mặt nhà giàu mới nổi quý tộc chúng ta lại phải suy nghĩ về vấn đề tiền sao nói cho ông chủ các ngươi biết chỉ cần rượu này tốt sau này ta muốn có bao nhiêu mua hết bao nhiêu trang viên của bàn thiếu gia chỉ riêng hầm rượu dưới đất đã là một vạn thước vuông A, à, hầm rượu dưới đất một vạn thước vuông, việc này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua a, à. đẳng cấp quý tộc cao thế nào mới có thể có. Lần này ông chủ phát tài rồi. Chờ lúc phục vụ trở lại, cũng đã mang đến một vị tuổi chừng lục tuần, khuôn mặt lộ ra vẻ khôn khéo. Tịnh Lựu thật ra cũng đã gần như thuần túy là cồn, có thể lấy ra đốt lửa, bất quá, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, loại rượu cồn tinh khiết không pha tạp chất này, hiệu quả đúng là tuyệt hảo, lập tức Hắn vừa dùng giá cao mua hết số tịnh lựu mà trong tử điếm có, lại vừa đặt trước một lượng lớn. Tên tử quỷ cao đại lâu trực tiếp lưu tại trong quán rượu, Hoắc Vũ Hạo đưa tờ giấy cho hắn, ước định thời gian gặp mặt lần tới, loại khách quý như hắn để lại người, quầy rượu tất nhiên là chiếu cố tốt. Hoắc Vũ Hạo đã rất kiềm chế mới không lấy đi chuôi đao thần kỳ trong nhóm bảng đao khắc của hắn. Mang theo chừng trên trăm cân tịnh lựu, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trở lại tử điếm Minh Duyệt, không tiếp tục uống nữa hoắc vũ hạo lúc trước đã uống không ít trở lại phòng lập tức nằm ngang tiến vào trạng thái tu luyện toàn lực thúc giục hồn lực luyện hóa những tạp chất trong rượu cùng với số rượu cồn còn lại thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh toàn đại lục đại tái tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn lượt trận sau đường môn liên tiếp hai trường gặp cường địch rốt cục có thể thở ra một hơi trong bốn cuộc tranh tài kế tiếp bọn họ không hề gặp phải đối thủ bằng vào thực lực cường đại liên tiếp vượt qua giành lấy thành tích sáu trận toàn thắng bài danh đệ nhất của bảng thi đấu trên căn bản đã bước một chân vào danh sách bắt cường. Trong bảng, trừ Đường môn ra, còn có một đội ngũ giữ vững mạch toàn thắng chính là đội đại biểu của Sử Lai Khắc Học Viện. Năm chàng thi đấu vòng tròn trước, bọn họ làm gì chắc nấy, bằng vào thực lực không tầm thường, dưới sự hướng dẫn của Vương Thu Nhi đè bẹp đối thủ, bị đường môn đánh cho tàn phế, Minh Ngọc Tông cũng thua ở trong tay bọn hắn. Cùng ngày này, hai thí sinh chủ lực của Minh Ngọc Tông là Cai Ẩn cùng Tiết Binh được làm tan tuyết, khôi phục bình thường. Chẳng qua là mọi người ở đường môn không biết là, Minh Ngọc Tông vốn đã xác định sẽ bị loại, vì vị đội trưởng nên ẩn người có vũ hồn cường đại ám kim sắc tam đầu biên bước vương đột nhiên biến mất. Mới kết thúc trận tranh tài thứ sáu khá dễ dàng, mọi người trong Đường Môn chiến đội hôm nay không rời đi mà ngồi ở trong khu nghỉ ngơi của khách quý, sắc mặt mỗi người cũng lộ ra chút ngưng trọng. Cuộc tranh tài kế tiếp trong hôm nay là cuộc tranh tài cực kỳ kịch tính. Hôm nay là cuộc so tài giữa hai đội oan gia trong toàn đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái. Bên này chính là đội tuyển do tiếu hồng trần mộng hồng trần huynh muội dẫn dắt nam chàng thi đấu vòng tròn trước bốn thắng một thua nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội bên kia là hoàng kim long nữ vương thu nhi xuất lĩnh sử lai khắc học viện chiến đội đối với hai bên mà nói đây không chỉ là một cuộc chiến vòn ngoài mà là một cuộc chiến sinh tử cuộc chiến vinh quang nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện cùng sử lai khắc học viện kết thù oán đã nhiều năm mà lần này khi thi đấu vòng tròn nhật nguyệt chiến đội đã bại một trận trong tay đường môn nếu như trận này bọn họ thua nữa như vậy trận cuối cũng không cần đánh nữa sử lai khắc chiến đội cùng đường môn dắt tay nhau vào vòng trong mà chỉ cần bọn họ thắng như vậy vòng thi đấu vòng tròn cuối cùng chính là đường môn cùng sử lai khắc học viện đánh nhau sống chết nếu như đường môn thắng như vậy đường môn cùng nhật nguyệt chiến đội cùng nhau vào vòng trong nếu như đường môn bại bởi sử lai khắc chiến đội như vậy đường môn sử lai khắc chiến đội nhật nguyệt chiến đội ba bên cần so về điểm số xem số điểm trước đến nay đường môn mặc dù duy trì toàn thắng nhưng bởi vì bọn họ một mực tôi luyện đoàn đội chiến vì vậy về phương diện tích điểm cũng không chiếm ưu thế quá lớn mà sử lai khắc chiến đội cùng nhật nguyệt chiến đội điểm số không kém bao nhiêu tranh lệch rất có thể sẽ xuất hiện ở cuộc tranh tài này nhật nguyệt chiến đội không còn đường lui trận này bọn họ phải thắng chỉ cần thắng trận này lượt trận cuối chiến thắng với số điểm lớn tất nhiên có thể thoải mái ngồi ngoài quan khán Đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện mà nói, điều bọn họ mong muốn nhất chính là đường môn cùng Sử Lai Khắc đánh nhau sống chết, chỉ có một bên có thể đi tiếp. Mà Sử Lai Khắc chiến đội bên này cũng giống như vậy, chỉ cần có thể hạ Nhật Nguyệt chiến đội, bọn họ tất nhiên có được thành tích 6 trận thắng để vào vòng trong. Về phần là vị trí thứ nhất, thứ hai trong bảng sẽ quyết định trong trận đấu cuối bọn họ gặp Đường Môn. Vương Thu Nhi chậm rãi đứng lên, không hướng về đài chiến đấu, mà là quay đầu lại, nhìn về phía đồng bọn của mình còn nhớ rõ lời ta ngày hôm qua đã nói không vương thu nhi trầm giọng nói nhớ đội viên sử lai khắc chiến đội vô luận là tránh tuyển hay là dự khuyết cũng cùng hô lên đáp ứng thanh âm cao vút làm những chiến đội khác trong khu nghỉ ngơi liếc xéo không chỉ khán giả đối với cuộc tranh tài này cực kỳ chú ý ngay cả những chiến đội dự thi cũng chú ý vô cùng à tên sử lai khắc quá vang dội tên nguyệt hoàng gia cũng không kém hai chi chiến đội này nhất định sẽ nổ ra một trận tranh tài kịch liệt tựa như hai khối đại lục va chạm nhau. Đới Hoa Bân đang ở gần với Vương Thu Nhi, lúc này trong mắt hắn, tràn đầy quang mang nóng rực nhìn Vương Thu Nhi, giống như là một thứ tín ngưỡng, loại cuồng nhiệt này tựa hồ chỉ có cuồng tín đồ mới có thể phát ra. Không chỉ là hắn, sử lai khác chiến đội mỗi người cũng đều nhớ được hôm qua Vương Thu Nhi đã nói thế nào. Ngày mai, chúng ta đối trận với Nhật Nguyệt chiến đội, các ngươi biết tại sao ở các vòng loại trước đường môn có thể nới tay cho các đối thủ mà khi thi đấu lượt thứ nhất với nhật nguyệt chiến đội lại không chết không tha không ta nói cho các ngươi biết đó là bởi vì đường môn cho rằng chúng ta sẽ thua bọn họ tính toán hết sức để làm suy yếu đối thủ để cho chúng ta cơ hội các ngươi nói cho ta biết chúng ta cần bọn họ bố thí cơ hội này sao chúng ta lần này đến đây là vì vinh quang sử lai khác nếu như không phải là sử lai khác thất quái đại biểu đường môn mà chiến như vậy chúng ta rất có thể cũng chỉ là đội dự bị lần tranh tài trước ta còn chưa tới sử lai khác nhưng đường môn những người đó biểu hiện ra sao đều đã nghe nói khi đó bọn họ cũng chỉ là đội dự bị mà thôi nhưng cuối cùng sao đây bọn họ mang về chức vô địch ta muốn hỏi các người một chút các người có muốn đoạt quán quân không chúng ta là thành viên sử lai khác là vinh quang sử lai khác quang huy sử lai khác chúng ta đi tới không cần dựa vào sự thương hại của người khác mà là muốn dựa vào thực lực của mình ngày mai ai dám cho lão nương rơi đài sau khi cuộc tranh tài kết thúc lão nương sẽ lột ra hắn Nghe rõ ràng chưa? Chúng ta không chỉ muốn cho Nhật Nguyệt chiến đội hiểu chúng ta cường đại, hơn nữa còn muốn cho đường môn những người đó thấy rằng chúng ta có hay không thực lực để vô địch. Ngày mai đánh một trận, tất thắng, sử lai khắc tất thắng. Lời nói cuồng dã của Vương Thu Nhi đến nay vẫn quanh quẩn trong tai mỗi thành viên sử lai khắc chiến đội, làm thanh âm bọn hắn nhiệt huyết sụp sôi, làm chiến ý bọn hắn sớm đã tăng lên tới trình độ trước nay chưa từng có. Nhật Nguyệt chiến đội thì thế nào? Đường môn thì thế nào? chúng ta đại biểu chính là sử lai khắc sử lai khắc bất bại vinh quang sử lai khắc a à. vì sử lai khắc vinh quang mà chiến hiện tại chúng ta rốt cục có thể hô lớn khẩu hiệu này mỗi khi nghĩ tới điểm này sử lai khắc chiến đội mỗi người hơi thở sẽ trở nên ồ ồ chiến ý cũng theo đó dâng lên cao vương thu nhi nhìn lửa nóng trong mắt mọi người gật đầu nói đi theo ta nói xong nàng lúc này mới xoay người đi tới đài quyết đấu trong quá trình xoay người ánh mắt của nàng vừa lúc cùng hoác vũ hạo đụng vào nhau bốn mắt nhìn nhau hoác vũ hạo thấy trong mắt vương thu nhi vẻ chấp nhất khác với bình thường ngay sau đó vương thu nhi cũng đã bước nhanh dẫn theo sử lai khắc chiến đội hướng về đài tranh tài làm mọi người đều môn kinh hãi chính là sử lai khắc lần này ra sân không phải là đội hình bảy người trận đấu trước mà trong trận đấu mấu chốt sử lai khắc học viện lại thay đổi người vương thu nhi đi tuốt ở đàng trước theo sát sau lưng nàng chính là đới hoa bân chu lộ sau đó là ninh thiên cùng tào cẩn hiên mà phía sau cùng hai người cũng không phải tà nguyễn nguyệt cùng vu phong mà là lam tố tố lam lạc lạc hai tỷ muội từ thực lực cá nhân mà nhận xét hai tỷ muội lam tố tố lam lạc lạc mặc dù trong học viện cũng coi là người nổi bật nhưng chỉ là ngoại viện mà nói à tu vi của các nàng đều chỉ có tứ hoàn vẫn còn là cấp bậc hồn tông thậm chí ngay cả nội viện còn chưa thi vào vương thu nhi ở một trận đấu trọng yếu thế này lại lựa chọn hai người các nàng ra sân mà bỏ qua hai người đã tiến vào nội viện là vu phong và tà Huyễn nguyệt bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé càng làm cho hoắc vũ hạo kinh ngạc chính là lần này với tính cách kiêu ngạo như vu phong thế nhưng cũng không tỏ vẻ chút nào trừ vẻ cuồng nhiệt bên ngoài không thấy lộ ra nhiều phần bất mãn lợi hại a vương thu nhi hoắc vũ hạo không khỏi âm thầm than thở không thể không nói vương thu nhi ở phương diện năng lực thống soái sử lai khắc học viện quá mạnh mẽ hắn thủy trung cũng không có bản lãnh này bên kia nhật nguyệt chiến đội cũng đi vào khu chờ tiếu hồng trần mộng hồng trần hai huynh muội vẻ mặt nghiêm túc đối với bọn họ mà nói trận đấu này làm sao không phải là một cuộc cuộc chiến sinh tử cùng đường môn chiến một trận đội viên chủ lực của bọn hắn đã nhiều người tử trận khiến cho bọn họ phải đưa đội viên dự bị ra sân mặc dù lá bài chủ tiếu hồng trần hai huynh muội vẫn bảo toàn nguyên vẹn thực lực nhưng trên chỉnh thể thực lực nhật nguyệt chiến đội vẫn bị giảm xuống không ít rất nhanh hai bên cũng tiến vào khu chờ của mình toàn trường cũng theo đó mà yên tĩnh lại trên đài chủ tịch nhiếp chính vương từ thiên nhiên đã tới từ sớm rồi trong ánh mắt của hắn sao lại không có tia lửa nóng cho được ngày hôm qua hắn tự mình tiếp kiến mọi người trong nhật nguyệt chiến đội hơn nữa còn hứa sẽ trọng thưởng bọn họ chỉ cần cuộc tranh tài này có thể thắng từ thiên nhiên thậm chí coi như bọn hắn đã vô địch vì trong trận tứ kết sau, đối thủ bọn họ sẽ không còn có đường môn, bởi vì đường môn chỉ có thể tiến vào trận chung kết mới có thể có đụng phải bọn họ, mà trong số những đối thủ tiếp theo của đường môn bao gồm cả Thánh Linh. Thánh Linh Tông đúng là từ thiên nhiên cố ý an bài ở lần dự thi này, nhưng vô luận như thế nào Thánh Linh, Tông cũng là tà hồn sư Tông Môn, Thánh Linh giáo ngụy trang mà thành. Để cho một Tông Môn như vậy cuối cùng đoạt giải quán quân, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt, nhất định sẽ bị lên án. Sở dĩ có Thánh Linh Tông tham chiến là nhằm vào đường môn sử lai khắc học viện cùng với đội tuyển chưa lộ ra đầu mối bản thể tông mà nhiệm vụ của bọn họ cũng là vì chiến đội nhật nguyệt diệt tan mọi chướng ngại từ thiên nhiên đã chính miệng nói cho huynh muội tiếu hồng trần cùng mộng hồng trần như thế nếu như bọn họ có thể cùng chiến đội thánh linh tông gặp nhau ở trận chung kết như vậy vô địch chính là bọn họ với lời nói rõ ràng như thế ý nghĩa có thể đoán được dưới tình huống như vậy huynh muội tiếu hồng trần tự nhiên hiểu thầm ý trong đó đối với bọn họ mà nói cuộc tranh tài hôm nay có tầm quan trọng thậm chí vượt qua trận chung kết kỳ trước dù sao trận chung kết trước mặc dù bại bởi sử lai khắc chiến đội nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải đội dự thi chính thức cũng không phải là đội trưởng nhưng lần này không giống thế bọn họ đại biểu nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện đại biểu minh đức đường đại biểu gia gia hơn đại biểu quốc gia đây là một cuộc thi đấu không được thua tiếu hồng trần ngồi đợi ở khu chờ mặc dù hắn biết mình đối mặt với chiến đội sử lai khắc này cũng không phải là đội hình mạnh nhất của sử lai khắc học viện, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương chiến đội sử lai khắc này ở các vòng trước biểu hiện cũng khá bình thường. Đi duy nhất làm người ta chú ý chính là vị đội trưởng cấp hồn đế, nhưng trừ vị đội trưởng này ra, không có một cường giả cấp hồn đế nào nữa, cùng đường môn so sánh về thực lực thì quả thực là không thể so sánh nổi. Nhưng không biết tại sao, Tiếu Hồng Trần hôm nay từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy nặng trịch, cảm giác như là với thời điểm đối trận đường môn, chẳng lẽ chiến đội sử lai khắc học viện này lại có thể tạo thành uy hiếp được nếu như ngay cả một sử lai khắc học viện nhị đội cũng đánh không lại thì nghĩ tới đây tiếu hồng trần không khỏi xuất ra trên ý điên cuồng ca bình tĩnh một chút mộng hồng trần trầm giọng nói ừ tiếu hồng trần nhìn thoáng qua muội muội của mình lần này trong đối thủ của bọn họ cũng không có tên vương đông kia muội muội quả nhiên bình thường hơn muội muội chúng ta cùng nhau cố gắng lên hôm nay nhất định phải thắng lợi Mộng Hồng Trần khẽ mỉm cười. Nàng nếu so với Tiếu Hồng Trần càng tự tin hơn. Ca, đây chỉ là một sử lai khác nhị đội thôi mà. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thắng. Khu nghỉ ngơi. Từ sau khi Vương Thu Nhi bọn họ rời đi, Hoắc Vũ Hạo vẫn lâm và trầm tư đột nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên nói: Ta hiểu rồi. Vương Đông Nhi nghi hoặc nhìn hắn, nói: Ngươi hiểu cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói: Ta hiểu Thu Nhi xếp trận như vậy là vì sao cô nàng vương thu nhi này thật khá à hôm nay cuộc tranh tài này chiến đội nhật nguyệt nhất định gặp phiền toái lớn vương đông nhi nhẹ nhàng bấm hắn cái nói nói rõ ràng đi cứ úp úp mở mở hoắc vũ hạo cười hắc hắc nói ngươi để cho ta hôn một cái ta liền nói toàn bộ vương đông nhi lướt hắn một cái nói hay không cẩn thận buổi tối ta hoắc vũ hạo tức giận nói buổi tối như thế nào ngươi hiện tại cũng không ngủ cùng ta chẳng lẽ ngươi còn đuổi người tàn tật như ta từ trên giường xuống hừ hừ vương đông nhi đột nhiên nảy ra ý hay mỉm cười động lòng người vậy ngươi nói cho ta biết buổi tối ta ngủ cùng ngươi nhà thật không hoắc vũ hạo mừng rỡ hừ hừ đương nhiên là giả không cần ngươi nói nữa chính mình nhìn không được sao vương đông nhi thái độ trong nháy mắt thay đổi 180 độ khiến cho hoắc vũ hạo giờ khóc giờ cười nhà đầu này hiện tại càng ngày càng có tiềm chất tiểu ma nữ ta thật hối hận a à. tại sao ông muốn làm cho nàng khôi phục bổn sắc trước đây bất quá tại sao ta còn có chút cảm giác hưởng thụ như vậy chờ xem thi đấu cá nhân vương thu nhi sẽ là người đầu tiên ra sân hoắc vũ hạo thấp giọng nói vừa lúc vương đông nhi cùng đường môn những người khác nghe được vương thu nhi ra sân đầu tiên mọi người trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần mê hoặc điều này hiển nhiên là không khoa học a à. lấy thân phận đội trưởng của vương thu nhi nàng hẳn phải áp trận mới đúng đang lúc bọn đang đầy nghi ngờ bên chiến đội sử lai khác. Vương Thu Nhi đã nhảy một cái bước ra đài thi đấu hướng về phía trung tâm. Bên kia, chiến đội Nhật Nguyệt lên đài là là một gã thanh niên thân hình cao lớn. Người này lúc trước trong trận đấu cùng đường môn cũng không xuất hiện, hiển nhiên là từ đội dự bị bổ sung vào. Quả nhiên là Vương Thu Nhi, Vũ Hạo, làm sao người đoán được à? Tiêu Tiêu không nhịn được cắt giọng. Từ Tam Thạch đột nhiên chợt nói. Ta cũng hiểu, quả thật, Thu Nhi hẳn là người thứ nhất ra sân. Không chỉ có là hắn, vẻ mặt thật thà của hòa thái đầu trong đáy mắt cũng toát ra một tia chợt hiểu ra chẳng qua là hắn không có lên tiếng mà thôi hòa thái đầu cùng hoác vũ hạo cũng đều tiến vào danh sách sáu người tham dự minh đô hồn đạo sư tinh anh đại tái của tịch thủy minh kế tiếp chính là so đấu để tìm ra ba người đứng đầu thời gian chính là khuya hôm nay tiến vào ba thứ hạng đầu cũng có nghĩa là bọn họ có thể đại biểu tịch thủy minh tham gia trận chung kết minh đô tam đại thế lực ngầm hồn đạo sư đại tái những cuộc tranh tài trước đã khiến bọn hắn cá cược lời không ít tiền đáng tiếc kim loại hiếm chỉ thu hoạch được một chút qua phần thưởng khi chiến thắng. Kim hồn tệ mặc, dù lời chừng mấy ngàn vạn, nhưng có tiền mà không mua được kim loại hiếm thì cũng là vô dụng. Tên số 96 cùng số 98 cũng đều tiến vào trận đấu tối nay của Lục Cường. Hoác Vũ Hạo, hòa thái đầu có ít nhất một người tất nhiên sẽ đụng phải bọn họ. Còn tên cao đại lâu kia, hoặc Vũ Hạo vừa đi gặp hắn một lúc, vẫn như cũ không thổ lộ thân phận, chẳng qua là để cho hắn ở nhà kiên nhẫn chờ trực. Chỉ có chờ sau khi cuộc so tài kết thúc, Hóc vũ hạo mới mang hắn về đến lúc ấy mới không sợ lộ thân phận chiến đội sử lai khắc học viện đối trận với nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội cuộc thi loại cá nhân trận thứ nhất hai bên xưng tên hôm nay trọng tài vẫn như cũ là vị bất phá đấu la xét thịch, hắn chấp pháp công bằng cũng làm các chiến đội tương đối hài lòng các cuộc so đấu trọng yếu cũng là vị phong hào đấu la cường đại này hồn đạo sư cấp chín tự mình chấp pháp không nghi ngờ chút nào Bây giờ còn cuộc thi nào có thể so sánh với trận đấu giữa chiến đội Sử Lai Khắc với chiến đội Nhật Nguyệt đây? Nhìn đội viên hai bên, Trịnh Chiến thật ra cũng rất đau đầu. Hắn biết rõ chiến đội Sử Lai Khắc cùng chiến đội Nhật Nguyệt có mối hận cũ. Đây tất nhiên là một cuộc so đấu sinh tử à? Hai bên ăn thua đủ với nhau. Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi Vương Thu Nhi lúc này vẫn mang một miếng sa mỏng trên mặt như cũ, một đầu tóc dài xanh lam cuộn sóng tung bay sau ót. Mặc dù nhìn không thấy tướng mạo, nhưng cặp mắt to xinh đẹp, thân hình động lòng người của nàng đủ để cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng sâu sắc nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện dạ tàn thương vị đội viên chiến đội nhật nguyệt này mặc dù thân hình cao lớn nhưng không có bao nhiêu thịt làm cho người ta cảm giác như là da bọc xương thậm chí còn mang theo vài phần quỷ dị âm lãnh hai bên lui về phía sau chuẩn bị tranh tài trịnh chiến trầm giọng phân phó hắn lần này thậm chí ngay cả câu tận lực không nên làm tàn tật đối thủ cũng cắt đi nói cũng vô ích không nói còn hơn Vương Thu Nhi xoay người xài bước đi, tên dạ tàn thương kia cũng bước nhanh rời đi. Vương Thu Nhi đứng lại đúng vị trí, ánh mắt nhìn về phía đối thủ. Hai mắt híp lại, trong ánh mắt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, nhạt. Dạ tàn thương cũng nhìn chăm chú nàng, nhưng nhếch miệng cười một tiếng. Cái miệng của hắn đột nhiên trở nên to lớn, mở rộng ra đến hai bên tai, lộ ra dày đặc răng trắng cùng màu đỏ như máu lợi, nhìn qua thực là quỳ dị làm người ta buồn nôn. Đổi lại là cô bé bình thường, chỉ sợ sớm đã kêu ra tiếng nhưng vương thu nhi căn bản như không thấy được vẫn bình tĩnh như trước tay phải giơ lên cao trịnh chiến nhìn sang hai bên chợt hét lớn một tiếng tranh tài bắt đầu vương thu nhi hành động ở thời điểm trịnh chiến nói ra hai chữ bắt đầu mọi người đã nghe trên đài tranh tài truyền đến một tiếng vèo hồn đạo bình chướng của đài tranh tài cách âm là đơn hướng thanh âm phía ngoài không cách nào truyền vào nhưng âm bên trong có thể truyền tới kèm theo một ít thanh âm làm tim người ta đập rộn lên Vương Thu Nhi giống như là một viên đạn pháo màu vàng sông thẳng tới đối thủ. Ở trong trận đấu trước, Phương Thu Nhi mặc dù biểu hiện cũng mười phần dũng mãnh, nhưng luôn khá bình thường. Nhưng nay thiên tài vừa ra tràng, nàng đã thể hiện ra diện mạo hoàn toàn khác với các vòng thi trước. Dạ tàn thương bên kia tự nhiên cũng có động tác, hai hoàng, ba tím, năm cái hồn hoàn từ dưới chân hắn nhanh chóng bốc lên. Ngay sau đó, trên người hắn hắc quang trượt lóe, một hắc sắc thân ảnh từ bàn thể hắn tách ra, đi ra ngoài đứng trước người hắn mà hồn hoàn vẫn còn giữ vững ở trên người hắn. Đó là một khô lâu đen nhánh, toàn thân tản ra khí tức âm trầm, phóc người cùng dạ tàn thương giống nhau như đúc. Chỉ thấy trên người dạ tàn thương đệ nhất hồn hoàn trượt lóe sáng, thân thể khô lâu màu đen phồng lớn lên gấp đôi, xương cốt cũng trở nên tráng kiện. Đây chính là vũ hồn của dạ tàn thương khô lâu, lấy thân mình làm khuôn cho khô lâu, là một loại tồn tại hết sức đặc thù, thân là hồn đạo sư, hắn căn bản không cần đi khiêng vũ khí nặng, trực tiếp để cho khô lâu hoàn thành. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu hắn có thể chịu tải trọng hồn đạo khí nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần loại thiên phú này đối với hồn sư mà nói không tính vào đâu nhưng về mặt hồn đạo sư lại hết sức thực dụng nhưng hôm nay hắn gặp phải vương thu nhi à? đang lúc dạ tàn thương mới vừa phóng ra đệ nhất hồn kỹ khô lâu tăng cường vương thu nhi đã đến khoảng cách một trăm thước đối với lực lượng kinh khủng của vương thu nhi mà nói cũng chính là quá trình thân thể lướt đi trên không trung thôi một quả đấm màu vàng hung hăng đập tới đầu dạ tàn thương ác phong đập vào mặt a à. dạ tàn thương chỉ cảm thấy bộ ngực nhói lên một trận trước mắt kim quang đã đại phóng đây là tiết tấu gì quá nhanh không phải nói vương thu nhi là cường công hệ chiến hồn sư sao làm sao tốc độ còn nhanh hơn so sánh với mẫn công hệ edit ra mon Lee. tâm niệm thay đổi thật nhanh dạ tàn thương theo bản năng khống chế vũ hồn khô lâu vượt qua đứng trước người đôi bàn tay tráng kiện khô lâu đồng thời trộp về phía quả đấm của vương thu nhi né tránh đó là phong cách vương thu nhi sao đừng nghĩ tới a à. đùng quả đấm hung hăng oanh kích trên cốt chảo khô lâu màu đen vốn muốn khép chảo lại thế nhưng hoàn toàn bất lực sau đó từng vết nứt nẻ cũng đã bắt đầu theo khớp xương ngón tay hướng về phía cánh tay lan ra thân thể vương thu nhi trên không trung khẽ chuyển chân phải giống như roi từ không trung bổ xuống làm sao có thể dạ tàn thương lúc này phun một búng máu ra ngoài khô lâu kia không phải là triệu hoán vật mà chính là vũ hồn của hắn vũ hồn bị thương tổn trực tiếp tự nhiên ảnh hưởng lớn đến bản thể người thi triển hiện tại ngay cả một cái hồn đạo pháo của hắn cũng không móc ra được một cước vương thu nhi đã hạ xuống lần này dạ tàn thương rốt cục đã có kinh nghiệm trong nháy mắt thu hồi vũ hồn của mình khô lâu màu đen đã đứt rời tay phải trong nháy mắt biến mất ô một cốc phách không mang theo một luồng gió mạnh mẽ giống như là tiếng gió điên cuồng gào thét trong sơn cốc giữa đêm đông trong thời gian ngắn ngủi vạt áo sau lưng dạ tàn thương đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một cước phách không vương thu nhi không hề thu lực trực tiếp bổ vào trên mặt đất cả người dựa thế bắn ngược đầu gối trái đánh thẳng tới lồng ngực dạ tàn thương dạ tàn thương hiện giờ buồn bực muốn chết hắn là một gã hồn đạo sư bị hồn sư gần người vốn là chuyện xui xẻo huống chi là bị đối thủ vương thu nhi tiếp cận gần như vậy à hắn tuyệt vọng van xin nếu là anh hùng hảo hán thì hãy cho ta một cơ hội a à. vương thu nhi sẽ cho hắn cơ hội sao có kiếp sau bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ ecab phim viết liền không giấu nhé một tầng kim quang từ trên người dạ tàn thương trượt sáng lên mới tiếp hai chiều hắn đã phải xuất ra vô địch phòng hộ cháo phanh quang mang màu vàng của vô địch phòng hộ trong nháy mắt chập trờn làm cho dạ tàn thương sợ đến mức sắc mặt tái nhợt cô nương này ngay cả vô địch phòng hộ cháo cũng đánh phá được sao dưới đài Tiếu Hồng Trần đã giận đến mức đứng bật dậy, hắn tất nhiên là nhìn ra, dạ tàn thương đã hoàn toàn bị đối thủ áp chế, ngay cả ý chí chiến đấu cũng bị áp chế xuống, cuộc tranh tài này căn bản là không có cửa thắng. Trên đài, dạ, tàn thương vẫn chống đỡ như cũ, một lần nữa nhanh chóng thả ra vũ hồn khô lâu, mặc dù thiếu một tay nhưng vẫn có thể trang bị hồn đạo khí. Đang lúc hắn trang bị hồn đạo khí cho vũ hồn mình, Vương Thu Nhi bên kia oanh kích vào vô địch phòng hộ cháo giống như là đánh bao cát vô địch phòng hộ cháo cũng không phải là vô địch muốn kéo dài thì người sử dụng cần tiêu hao hồn lực dùng để cứu mạng một lát tự nhiên là tốt nhưng muốn dùng làm phòng ngự thì thậm chí còn không bằng hồn đạo khí phòng ngự vừa mới bắt đầu đã sử dụng không phải là lựa chọn tốt nhất khẩu Hồ hồn đạo pháo thứ nhất bắn ra dạ tàn thương lựa chọn lực nổ tung mạnh nhất ca bạo đạn mục đích của hắn chỉ có một ép vương thu nhi lùi lại khiến cho mình có chút không gian thi triển mới được à cảm thụ được tình huống hồn lực mình lúc này bị tiêu hao hắn khóc không ra nước mắt có thể làm thế tiếp sao? Chỉ có thể làm hết sức để tiêu hao một chút hồn lực của mỹ nữ bạo lực này. Âm. Um, một đoàn kim quang mãnh liệt từ trên người Vương Thu Nhi tóe ra, sau đó cao bạo đạn bùng nổ. Một quyền nổ tung. Khoảng cách nổ tung gần như thế, đúng là tạm thời đẩy Vương Thu Nhi ra, nhưng lực nổ tung mạnh mẽ này cũng đồng thời tác dụng lên vô địch phòng hộ cháo a. Dạ, Tàn Thương chỉ cảm thấy hồn lực bản thân lại mạnh mẽ giảm xuống một chút, sau đó, hắn thấy Vương Thu Nhi vừa trở lại, hơn nữa vô địch phòng hộ cháo cũng chỉ được một lúc lần này hắn thấy trong tay vương thu nhi hình như có nhiều hơn một đạo kim quang ngay sau đó đạo kim quang kia cũng đã bay tới vô địch phòng hộ cháo còn một dây phòng ngự cuối cùng lúc này kim sắc quang mang ngay lập tức đâm tới dạ tàn thương chỉ cảm thấy hồn lực bản thân trong nháy mắt tiêu hào hết sạch trịnh chiến vẫn chú ý đến cuộc chiến đấu của hai người ở thời điểm vô địch phòng hộ cháo bị nghiền nát hắn đã lao đến từ trong tâm mà nói hắn cực kỳ thích thưởng thức loại phương thức chiến đấu bạo lực này của vương thu nhi sảng khoái a vừa lên đã đánh đối thủ không hoàn thủ được đáng tiếc đối thủ vương thu nhi là đại diện của nhật nguyệt đế quốc rất có thể tiếp sau sẽ có trận đoàn chiến hắn là trọng tài tất nhiên muốn dự phòng tình huống thương vong một trường trực tiếp đánh vào đạo kim mang kia trịnh chiến cũng không sử dụng quá nhiều lực đạo dù sao hắn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la không thể quá độ làm ảnh hưởng cuộc tranh tài bạn nhất làm thực lực Vương Thu Nhi suy yếu đi quá nhiều sẽ không công bằng cho trận đấu. Nhưng trong nháy mắt, khi bàn tay của hắn cùng Hoàng Kim Long thương đụng chạm, Trịnh Chiến giống như bị điện giật, vội rút tay trở lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt tiếp xúc, hắn cảm giác được huyết nhục trên bàn tay mình dường như muốn tan rã, mặc dù bằng hồn lực hùng hậu có thể ngăn cản cảm giác này, nhưng vẫn làm hắn thất kinh như cũ. Một trường của Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến đúng là có làm Hoàng Kim Long thương lệch đi nhưng vẫn đâm vào bả vai Dạ Tàn Thương như trước. Vốn khi Dạ Tàn Thương thấy Trịnh Chiến xuất thủ, trong lòng sinh ra là một loại cảm thụ như chút được gánh nặng, trọng tài tới thật là đúng lúc a. À. Nhưng trong nháy mắt Hoàng Kim Long thương đâm vào thân thể của hắn, cả người hắn trở nên cứng ngắc lại, phải biết rằng, trong cơ thể hắn lúc này hồn lực đã tiêu hao không còn lại bao nhiêu, căn bản không có dư thừa hồn lực để chống cự với uy năng Hoàng Kim Long thương. Lúc Trịnh Chiến kịp phản ứng quay người lại, một tay đỡ lấy dạ tàn thương cả lồng ngực dạ tàn thương đã hoàn toàn vỡ nát hoàng kim long thương không hề lây dính một giọt máu tươi nhưng một tầng quang mang màu vàng lại không ngừng di chuyển hướng về vương thu nhi gắn nuốt hoàng kim long thương bá đạo thôn vệ sinh linh hấp thu lấy sinh mệnh lực chuyển vào vương thu nhi loại năng lượng này mặc dù đối với hồn lực có tác dụng khôi phục không phải quá lớn nhưng đối với việc khôi phục thể lực thì lại tuyệt hảo mà lúc vương thu nhi chiến đấu vừa rồi phần lớn dựa vào thể chất mạnh mẽ cực hạn lực lượng của nàng a ngươi trịnh chiến trợn mắt nhìn vương thu nhi nhưng vương thu nhi không hề nhìn hắn cái nào xoay người hướng tới giữa đài tranh tài bên nhật nguyệt chiến đội tất cả mọi người đồng loạt đứng lên trận đầu tiên đã chết người giả dạ tàn thương thực lực cũng không yếu a à, nhưng bị áp chế đến mức chỉ phóng ra được một viên cao bạo đạn mộng hồng trần tung người nhảy liền lên đài tranh tài tuyệt không thể để cho đối thủ như vậy làm tiêu hao lực lượng thêm nữa nếu không bọn họ cũng sẽ xa chân vào con đường như lúc trước đối trận đường môn không đủ nhân thủ thì cuộc chiến đoàn đội làm thế nào đánh được vẻ mặt âm trầm chu tinh băng thiểm hồn đế hồn đạo sư cấp 6 mộng hồng trần sẽ là người thứ hai tham gia cuộc thi huynh muội bọn họ đã sớm lên kế hoạch trận đầu dạ tàn thương thử sò xét đối thủ nếu như đối thủ quá mạnh mẽ như vậy mộng hồng trần sẽ lên đài tuyệt không thể để như lúc trước bị đối thủ kéo dài tiêu hao nhân thủ nhìn vương thu nhi cực kỳ cường hãn Mộng Hồng Trần lúc này trong lòng cũng rối loạn, rất rõ ràng, người ta lúc trước cũng che giấu thực lực, nếu không, xem như là hồn đế lục hoàn, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đánh chết hồn đạo sư cấp 5 do Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tinh tuyển ra. Vương Thu Nhi ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không hề đổi sắc, mặt không hồng, hơi thở không gấp, dường như nãy giờ chưa từng chiến đấu, tay cầm Hoàng Kim Long thương, mũi thương chỉ xáo mặt đất, lạnh như băng giống như là một pho tượng đây mới thực sự là trạng thái toàn thịnh của hoàng kim long nữ a à. sức bật kinh khủng của nàng thậm chí đã từng một kích đánh tan kiếm si quý tuyệt trần rốt cuộc là uy mãnh đến bực nào dưới tình huống ấy dạ tàn thương có thể đỡ được công kích của nàng mới là lạ cho dù là trịnh chiến có nhúng tay vào đi nữa hắn vẫn chết dưới hoàng kim long thương quang mang nhàn nhạt lóe lên trên mặt hoắc vũ hạo mặt toát ra một tia thần quang lạnh như băng hai tay kép lại trước ngực lặng lặng chăm chú nhìn vào cục diện trên sân hắn biết suy đoán của mình nhất định là chính xác Cuộc thi đào thải cá nhân là cơ hội để mỗi đội viên trong đội bày ra thực lực của mình. Nhưng trừ phi có thể bằng thực lực hai người đánh tan toàn bộ bảy người đối thủ, còn không, cuộc thi đào thải cá nhân này căn bản là không có vượn pháp quyết định thắng bại. Hơn nữa, thông qua cuộc thi đào thải cá nhân để làm suy yếu thực lực của đối thủ, sau đó trong cuộc thi đoàn chiến giành áp đảo. Khi Hoác Vũ Hạo thấy Vương Thu Nhi lựa chọn tỷ muội Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tiến vào khu chờ, hắn đã hiểu Vương Thu Nhi cũng rất rõ ràng lấy sức một mình nàng là không thể nào đánh tan nhật nguyệt chiến đội cơ hội duy nhất của bọn họ là ở cuộc thi đoàn đội quá trình kế tiếp quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của hoác vũ hạo vương thu nhi tại sao lại muốn ra sân đầu tiên chỉ cần nàng liên tục đánh bại ba đối thủ như vậy sẽ có tư cách yêu cầu tiến vào đoàn đội chiến buông tha cho các trận thi đấu đào thải cá nhân phía sau mà kỹ năng của nàng thực sự bá đạo rất có thể ở trong cuộc thi vừa làm suy yếu thực lực đối thủ vừa bảo tồn nhất định lực chiến đấu của mình cứ như vậy ở quốc thi đoàn đội có đối hoa bân chu lộ cùng với tỉ muội lam tố tố lam lạc lạc này hai đôi vũ hồn xung hợp kỹ sẽ làm gia tăng thật lớn cơ hội chiến thắng cho sử lai khắc chiến đội sách lược thi đấu này không thể nghi ngờ là rất tốt hoặc vũ hạo cũng không nghĩ ra phương thức tốt hơn cho sử lai khắc chiến đội nhưng loại này sách lược có vấn đề duy nhất chính là áp lực về phía vương thu nhi nàng chẳng những ít nhất phải chiến thắng ba cuộc tại vòng thi cá nhân lại phải dẫn dắt toàn đội đánh nhau chết sống trong cuộc đoàn chiến thủy trung vẫn phải thừa nhận áp lực cực lớn nàng có thể đối phó được sao? Nhân nguyệt chiến đội không muốn lâm vào vết xe đổ như trận đánh lúc trước với đường môn, cuộc thi đào thải cá nhân vòng thứ hai, bọn họ phái lên mộng hồng trần, cô nương này có vũ hồn chu tinh băng thiểm kịch độc, trận đào thải cá nhân này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc tranh tài, mọi người đường môn không tự chủ cũng ngồi ngay ngắn lại, lẳng lặng cùng đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. Vương Thu Nhi chẳng những nhất định phải đánh bại Mộng Hồng Trần, hơn nữa còn phải đánh bại mà không tổn hao gì, điều này làm dễ vậy sao? Tranh tài bắt đầu. Sắc mặt Trịnh Chiến cực kỳ khó coi tuyên bố trận loại cá nhân thứ hai bắt đầu, với thực lực phong hào đấu la của hắn thế, nhưng không thể ngăn cản một vị hồn đế giết người, điều này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc Trịnh Chiến hô lên tranh tài bắt đầu, thì Mộng Hồng Trần cũng đồng thời hành động, có kinh nghiệm trận trước, nàng không lập tức trang bị hồn đạo khí cận chiến lên người mình, mà trước tiên là thả ra vũ hồn. Một tầng băng lam có chút khác thường trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hai vàng, hai tím, hai đen sáu cái hồn hoàn trong nháy mắt dâng lên thể hiện ra tu vi hồn đế cường đại thấy sáu cái hồn hoàn xuất hiện ngoài đài tranh tài khán giả nhất thời dâng lên một trận hoan hô mới vừa rồi biểu hiện của vương thu nhi thật sự là quá bá đạo khí thế của nàng thậm chí áp chế làm khán giả có chút không thở nổi lúc này mộng hồng trần cũng thể hiện ra thực lực lúc đầu nhìn qua không kém gì vương thu nhi hơi thở bị đè nén cuối cùng cũng bạo phát ra đệ nhất và đệ nhị hồn hoàn của mộng hồng trần lần lượt lóe sáng một vòng sáng băng lam xác trong nháy mắt từ dưới chân mộng hồng trần khuếch tán ra nàng đã quyết định chú ý ngươi không phải là công kích mạnh sao tốt lắm ta liền dùng cách phòng ngự từ từ với ngươi bất luận thế nào ngươi đều phải tiến vào phạm vi băng chi độc hoàn của ta dù tu vi ngươi có cường thịnh trở lại cũng không có cực hạn chi băng như hoắc vũ hạo mà kháng độc sẽ phải trúng độc thôi cho dù trận này không thể thắng ngươi chỉ cần để cho chu tinh băng thiểm kịch độc trong cơ thể ngươi phát tác như vậy trận đoàn chiến sau ngươi đã không cách nào ra sân Tới lúc đó, chính là lúc chiến đội Nhật Nguyệt chúng ta chiến thắng. Không thể không nói, Mộng Hồng Trần suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, đối mặt Vương Thu Nhi loại cường giả cận chiến này, nàng lên đối kháng là cực kỳ thích hợp. Nhưng làm Mộng Hồng Trần, thậm chí là trọng tài trịnh chiến, đều có chút kinh ngạc chính là, lần này, Vương Thu Nhi không phát động công kích trước, thân là một hồn sư am hiểu cận chiến. Thế, nhưng nàng không có ý tư muốn tiến lên trước, mà chân trái bước ra một bước, thân trên khẽ chuyển tay phải nắm hoàng kim long thương giơ lên tại đầu vai mình làm như muốn làm động tác ném mạnh mới vừa thả ra băng chi độc hoàn mộng hồng trần lập tức cũng cảm giác được một loại khí tức kinh khủng khó có thể hình dung trong nháy mắt rơi vào trên người mình khi nàng nhìn lại vương thu nhi chỉ thấy sau tấm khăn che mặt vương thu nhi hai tròng mắt tựa hồ tản ra một loại quang thải đặc thù khác thường cả người lại lộ ra vẻ mơ hồ mà trong tay nàng chuôi trường thương hai đầu sắc bén lại càng phát ra kim quang lấp lánh chói mắt kim quang mãnh liệt thậm chí kéo dài ngưng tụ thành quang diễm bay lên bộ dáng kia nhìn qua vô cùng cường hãn thậm chí ngay cả trên người vương thu nhi cũng bắt đầu tàn mát ra kim quang trói mắt một tầng lân phiến màu vàng bắt đầu từ tay phải nàng nơi cầm trường mâu lan tràn ra hướng tới toàn thân rất nhanh đã bao trùm toàn bộ thân thể ngoại trừ bộ mặt trên người nàng dâng lên sáu cái hồn hoàn trong đó cũng là hồn hoàn thứ nhất và thứ hai tỏa sáng hào quang trong những người đang xem cuộc chiến chỉ có hoác vũ hạo mới biết được đó là đệ nhất hồn kỹ của Vương Thu Nhi Hoàng Kim Long Thể cùng với hồn kỹ thứ hai Long Lực Lượng không chỉ có thế Hắc Vũ Hạo biết chắc vào giờ khắc này Vương Thu Nhi đã kích phát năng lực Thiên Phú Hoàng Kim Long của mình Hoàng Kim Chi kiêu ngạo đem thuộc tính lực lượng kinh khủng của bản thân Hoàng Kim Long tăng lên tới cực hạn thậm chí ngay cả Hoàng Kim Chi cảm chi cũng mở ra Hắc Vũ Hạo bằng vào tinh thần lực cường đại mơ hồ có thể cảm giác được tựa hồ có một sợi dây vô hình đã đem Vương Thu Nhi cùng Mộng Hồng Trần nối lại với nhau vương thu nhi lúc này giống như là một tòa núi lửa đang trong trạng thái phun trào toàn thân lan tràn kim sắc quang diễm nồng đậm kèm theo quang diễm tăng cường thậm chí ngay cả bản thể nàng cũng biến mất vào trong đó kim sắc quang diễm dần dần hội tụ thành một đầu hoàng kim long cự đại không phát ra tiếng động nhưng khiến cho mọi người phải kinh hãi gào thét này mặc dù mọi người chiến đội nhật nguyệt đối với chiến đội sử lai khác cũng phán đoán là đội trưởng rất mạnh nhưng ai có thể nghĩ đến vị đội trưởng này thế nhưng lại có trình độ cường hãn đến như vậy vương thu nhi thể hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt xa khỏi phán đoán lúc trước của mộng hồng trần nàng hiện tại cảm thấy khó thở phảng phất như thân thể đã bị một sợi tơ vô hình bền bỉ trói buộc mà cảm giác sợ hãi kia dần dần khiến nàng hô hấp cũng trở nên khó khăn dường như một khắc sau chuôi trường thương kinh khủng này đã xuyên thấu thân thể của nàng không có nửa phần do dự với kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú mộng hồng trần trước tiên kết thúc hai cái hồn kỹ trước của mình một áo giáp băng lam trong nháy mắt mặc lên người đem toàn bộ thân thể nàng bao bọc lại lần này trong tay nàng không xuất hiện vũ khí mà là một tấm chắn băng màu lam trang bị hồn đạo khí cấp 6 toàn thân nàng nghĩ rằng đã dễ chịu hơn vài phần nhưng mộng hồng trần lại hoảng sợ phát hiện trên người vương thu nhi phía đối diện quang diễn biến thành đầu rồng thậm chí còn muốn hóa thành kim long chân chính đã để cho nàng quá nhiều thời gian tụ lực rồi cuộc chiến trước đã lưu lại bóng ma làm mộng hồng trần sinh ra phán đoán sai lầm nàng hiểu được mình sai ở điểm nào vương thu nhi này quả thực là quá giả hoạt nàng chẳng những thực lực cường đại mà còn tính kế đánh vào tâm lý của ta. Cắn chặt hàm răng, Mộng Hồng Trần biết, vào lúc này, đối thủ tụ lực đã gần hoàn thành, một khi công kích bộc phát, chắc chắn là một kích vô cùng chấn động. Không chỉ là nàng, ngay cả trọng tài trịnh chiến cũng không tự chủ được, rất căng thẳng, trời mới biết một kích tiếp theo của Vương Thu Nhi mang đến hậu quả như thế nào. Hoàng Kim Long thương bộc lộ uy năng, ngay cả trịnh chiến cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là khí tức mà một vị hồn đế có thể thả ra sao? Trong tay nàng chui trường thương kia tuyệt không phải là hồn đạo khí, nhưng uy năng sợ rằng ít nhất cũng sẽ không thấp hơn hồn đạo khí cấp 8. Sử lai khắc học viện, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất học viện ngày nay à. Ô, một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên, cự đại long đầu rốt cục dừng lên dãy dụ hướng về phía trước, thân thể nó mang màu vàng rực rỡ, khí tức kinh khủng thậm chí khiến cho mọi người hơi bị run dày. Mộng hồng trần hít sâu một cái, một tầng băng màu lam không ngừng sáng lên trên người, nhưng đối diện cùng biển kim sắc kinh khủng kia thì lại có vẻ nhỏ bé đi nhiều đây mới là thực lực chân chính của vương thu nhi à. vương đông nhi quay đầu nhìn về phía hoắc vũ hạo nàng phát hiện hoắc vũ hạo nhìn cũng rất chăm chú nhưng trong mắt hắn không toát ra vẻ lo lắng mà chỉ có vui mừng hừ thấy thu nhi cường đại người rất vui vẻ sao vương đông nhi thấp giọng hỏi đúng vậy hoắc vũ hạo theo bản năng đáp một câu nhưng hắn rất nhanh ý thức được điểm không đúng vội vàng nói tiếp thu nhi cường đại ta dĩ nhiên vui vẻ vì sử lai khác xem ra cuộc tranh tài hôm nay, bọn họ thật sự có cơ hội. Ta hiện tại chẳng qua là hy vọng trọng tài có để cho bọn họ va chạm lần này. Thu nhi tụ lực tới mức này, thật là đáng sợ. Một đạo kim mang, ngay khi tiếng rồng ngâm vang lên cao nhất, cự long màu vàng đã bay lên không trung, nhất thời chiếc đôi mau chóng quét qua, màu vàng kinh khủng trong nháy mắt như chiếu sáng cả đài tranh tài thai, mà mục tiêu của chúng cũng chỉ có một. Ta nhận thua. Một câu nói khiến cho mọi người sững sờ, mộng hồng trần đột nhiên dùng hai tay ôm đầu, thân thể nhanh chóng trầm xuống, đồng thời mở ra phòng hộ cháo vô địch. Tiếng thét chói tai của nàng nếu như ở khoảng cách gần sợ rằng có thể chấn vỡ cả tách thủy tinh trong tử điếm. Bất phá đấu la trịnh chiến vốn như là một cây cung căng thẳng, nghe được nàng hét lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã di động. Một tầng bình chướng màu trắng trong nháy mắt dâng lên, muốn ngăn trở đường đi của Hoàng Kim Long Thương. Thế nhưng, quang mang màu vàng trong chớp mắt xuyên thấu bình chướng, tốc độ không giảm tiếp tục lao đi ngay sau cự long màu vàng là tầng bình chướng bị xé nát bấy bất quá mượn khoảng khắc ngăn cản trong nháy mắt này trịnh chiến đã đến trước mặt mộng hồng trần hai tay vòng trước ngực một tấm chắn trắng noãn như ngọc đã hiện ra trước người hắn kim mang bay vụt đến khi còn cách tấm chắn không tới ba thước thì bất chợt trong không khí phát ra tiếng âm lấy tấm chắn kia làm trung tâm từng mảng tia sáng lớn vặn vẹo nhanh chóng sôi trào khuếch tán hướng ra phía ngoài lúc hoàng kim cự long lao đến một tiếng nổ kinh khủng vang lên cả đài tranh tài đều biến thành một thế giới kinh khủng tràn ngập màu trắng vàng hòa lẫn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người